Mến chào tất cả quý vị khán giả. Chiều hôm nay ngày 6 tháng 9 năm 2023, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật toàn cảnh những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Thì ở trụ tháp T16 của bờ Vĩnh Long, sau khi bơm bê tông xong xuôi hết rồi thì bây giờ các anh bắt đầu lắp những cái ray trượt nè. Chỗ này thì có nhiệm vụ là sẽ neo giữ xe đúc lại. Cái này thì nằm trên mặt cầu, rồi sẽ có những cái thanh ba thòng xuống, rồi lúc đó là sẽ giữ xe đúc lại. Bây giờ là các anh bắt đầu tháo gỡ chỗ mà dầm K15 ra, bắt đầu là dời lên, tiếp tục chuẩn bị cho cái công tác trượt xe đúc ở bên ngoài thi công khối dầm K16. Ngay tại vị trí này thì cả nhà mình sẽ thấy được cầu Mỹ Thuận 2 rất là hoành tráng qua bờ Vĩnh Long và bờ Tiền Giang. Thì quý vị khán giả xem rất là gần với nhau rồi, màu xanh và màu đỏ, khoảng cách giữa là chỉ còn 26m thôi, là cái dầm hợp long là 6m, rồi mỗi lần trượt xe đúc kia là 10m. Từ ở dưới mặt sông nhìn lên ha, nhìn bề rộng mặt cầu nhìn rất là rộng luôn, thì tới 27-28m lận mà, nên là nhìn rất là hoành tráng. Và có rất là nhiều quý vị khán giả cũng có bình luận trong những cái video của mình thì cũng có hỏi là cầu này sau này xe máy, xe đạp và người đi bộ có đi được hay không. Thì đây là cái cầu cao tốc, không cho xe máy và người đi bộ vào nha. Chỉ có những cái phương tiện xe 4 bánh, xe lớn, xe tải, xe container, xe khách đi được ở trên này. Lúc đó thì sẽ giảm tải cho cầu Mỹ Thuận 1 và tuyến quốc lộ 1A. Thì lúc đó là bà con của mình sẽ đi từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây, là sẽ đi cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương, rồi Trung Lương Mỹ Thuận, rồi sau đó là sẽ nhập vào tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, đi thẳng về Cần Thơ, rồi đi Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Thì hiện tại thì đang khởi động làm cái tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng nữa cả nhà. Nhưng mà bây giờ đang vướng cái vấn đề thiếu cát, rồi thiếu đá nữa, nên là cũng hơi căng thẳng. Cũng hy vọng là những cái tuyến cao tốc ở miền Tây sẽ sớm hoàn thành để mà đưa vào hoạt động. Lúc đó bà con của mình đi từ Bắc vào Nam sẽ toàn là đi cao tốc không nha. Đây thì giờ mình đang quay nó ngược nắng một tí nên là nó hơi chói. Ở đây là cái bệ trụ T16 nè, ở dưới sông nhìn lên. Nhìn rất là rõ luôn. Quý vị khán giả xem nè. Đang chuẩn bị cáp dây văng số 16 nha. Đã hoàn thành 15 bó cáp dây văng rồi. Chỉ còn một cái bó cáp 16 cuối cùng. Bó cáp rất là dài, khoảng 170 mấy, 180 mét. Và càng về sau thì số lượng cáp trong mỗi bó càng nhiều, khoảng 70 sợi nhỏ phía bên trong. Chiều hôm nay thì mình thấy là các anh công nhân kỹ sư của đơn vị Trung Nam đang tiến hành lắp những cái thiết bị chỗ này nè. Mình đoán đây là những thiết bị đi đường ống nước nè, cái gì nè, là những cái thiết bị kiểm tra dầm thì phải. Các anh đi từ ở trong chỗ mà có dầm K1 đi ra nè, đi vô trong bờ luôn, chắc là đi đường ống nước cả nhà ơi. Chiều hôm nay nắng quá đẹp. Đây quý vị khán giả xem, mỗi đầu khi mà cái dưới cái ụ neo này thì còn những cái đầu cáp đưa ra này, thì ngay tại vị trí này thì các anh sau khi căng kéo cáp dây văng số 16 xong thì lúc đó là các anh sẽ kiểm tra và căng kéo cáp toàn bộ từ cáp số 1 đến cáp 16 lại một lần nữa nha, đó là căng cáp lần 3. Rồi sau đó là các anh sẽ cắt những cái phần cáp chờ này, cái cáp mà lòi ra này luôn, cắt cho nó bằng phẳng. Còn phía bên trên đó thì các anh có những cái đường ống nước, cái ống mà thoát nước này đi xuống nè. Còn mặt bên kia thì các anh có lắp những thiết bị đo ứng suất các nhà. Thì khi mà có trọng tải ở trên đó thì các anh sẽ đo được cái trọng tải ngay cái dầm đó là hiện tại là đang bao nhiêu, giống như là mình giống như cái trạm cân vậy, mình tưởng tượng như vậy. Chiều nay trời xanh mây trắng quá đẹp luôn. Đây quý vị khán giả xem là chỗ này thì mọi người sẽ thấy được cái bệ trụ neo cáp dàn gió này, nhìn rất là gần luôn. Bên Tiền Giang thì các anh đang tháo cái bệ trụ này ra, còn bên Vĩnh Long thì các anh chưa có tháo.
Mỗi bên thì có một cái cách thi công khác nhau và có một cái ý tưởng khác nhau mọi người. Mỗi bên có một cái thế mạnh riêng. Cái bề trụ này lúc trước những thời gian ban đầu á thì các anh đóng cọc khoan nhồi nè, rồi các anh hạ lồng thép, rồi bơm bê tông. Rất là kiên cố, rất là chắc chắn luôn. Còn phía bên trong bờ ngay tại vị trí này, đó là trụ T17. Đó là cái dầm cục. Phía bên trên thì các anh có ba cái ụ neo rất là gần nhau. Rồi lúc mà thời gian ban đầu thì các anh lắp thép đó, phải nói là mấy trăm tấn thép ngay tại vị trí này nha. Bơm bê tông này kia rất là hoành tráng. Còn ngay tại vị trí này thì quý khán giả có thể thấy được là cái chỗ mà đứng để mà căng kéo cáp dây băng số 16 này thì anh đã đưa vào vị trí và sẵn sàng rồi. Phía sau cái khung màu xanh này sẽ có một cái chiếc xe nhỏ hơn cái khung màu xanh này một tí. Thì cái xe này sẽ có nhiệm vụ là trượt tới trượt lui, sắp tới thì các anh sẽ đứng ở đó để mà căng cáp lần 3 lại một lần nữa đó, lần cuối. Nó sẽ có nhiệm vụ là giống như cái chiếc xe màu đỏ này. Màu đỏ này thì các anh cũng trượt tới trượt lui nè. Đang lắp cái chỗ này, chắc đi đường ống nước luôn nè, nước sạch, phòng cháy chữa cháy. Khi nào mà cần nước thì cái đường ống này sẽ cung cấp nước nè. Ngay tại vị trí này các anh đang lắp nè, hai bên luôn nha. Đây là cái gói đỡ nè. Lúc trước sắp tới thì các anh sẽ tháo gỡ cái phần này ra luôn nè. Đó. Ngay tại vị trí này thì chắc anh sẽ có những cái thiết bị chuyên dụng để mà tháo gỡ cái gói này chỗ này ra. Hiện tại thì cái gói này đang chống đỡ, cũng đang chịu một cái lực rất là nặng. Đây, ngay cả nhà mình thấy được cái thiết bị đo ứng suất nè. Đó. Màu trắng trắng có sợi dây thòng xuống nè. Thì ngay tại vị trí này thì sẽ có một cái thiết bị đo, rồi sau đó là sẽ gửi thông tin về máy tính và có những cái thiết bị chuyên dụng để mà kiểm tra được ngay tại vị trí này thì họ đang phải chịu bao nhiêu cái trọng lượng đó. Đây, cái màu trắng này có sợi dây màu đen đen này. Đang đứng ở trên tàu nên là nhiều khi nó cũng hơi rung lắc cả nhà ơi. Rồi, mọi người xem cầu Mỹ Thuận 1 nha. Đã 23 năm rồi, khánh thành vào năm 2000 thì bây giờ gần 24 năm rồi, rất là đẹp. Đây là cái cầu dây văng đầu tiên ở Việt Nam hợp tác với nước Úc. Khoảng không thông thuyền ở cầu Mỹ Thuận 1 và cầu Mỹ Thuận 2 thì bằng nhau. Đây có rất là nhiều cô chú anh chị khán giả có nói là sao mình thấy cầu Mỹ Thuận 1 nhìn nó gọn, nó nhỏ và cái bệ trụ, cái thân trụ nhìn nó nhỏ hơn cầu Mỹ Thuận 2. Do là cầu Mỹ Thuận 1 này á, là chỉ có 4 làn đường thôi. Còn ở bên trong á, thì do cho người đi bộ, xe đạp nên là 4 làn đường thôi. Nên là cái trọng lượng, trọng tải thì nó nhỏ, nên là cái bệ trụ nhìn nó nhỏ. Còn ở cầu Mỹ Thuận 2 á, là 6 làn đường nên là cái thân trụ nó cũng phải to hơn. Nên là chịu cái trọng lượng, trọng tải nó nhiều hơn mà. Nên là cái bệ trụ nó rất là to. Thì những cái thời gian ban đầu lúc mà bơm bê tông thì các anh bơm gần 5.000 mét khối bê tông vào cái bệ trụ này. Rất là khủng khiếp. Đóng cọc khoan nhồi xuống sâu phía bên dưới ha. Chở 120 mét à. Rất là sâu phía bên dưới. Rồi các anh đóng cọc, cái cọc là cũng to nữa. Cái cọc là cái đường kính là tới 2 mét. 2 mét rưỡi. À nhầm. 2 mét rưỡi. Còn ở cầu Rạch Miễu 2 là 2 mét. Cái đường kính cọc nó cũng rất là to. Rồi các anh hạ lồng thép, rồi bơm bê tông. Rất là chắc chắn, kiên cố. Hoành tráng lắm mọi người. Đó thì hôm nay thì cập nhật cho cả nhà mình xem về một cái góc nhìn khác của cầu Mỹ Thuận 2. Thì hy vọng là qua những cái video của mình sẽ giúp cho tất cả các cô chú anh chị khán giả có thêm những cái thông tin hữu ích về cầu Mỹ Thuận 2. Cũng như là những cái video của mình sẽ là tư liệu quý báu cho các em, các cháu của mình sau này về khi mà xem lại những cái tiến độ, những cái quá trình làm việc của các anh công nhân kỹ sư ở công ty Thuận 2 sẽ rất là tự hào. Cảm ơn các anh công nhân kỹ sư rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành và theo dõi những cái video của mình. Chúc mọi người được nhiều sức khỏe và đón xem những cái video tiếp theo của mình nha. Bye bye.
Trời quá đẹp luôn. Mỹ Thuận 1 và Mỹ Thuận 2 thì cách nhau khoảng 300 mấy 400 mét.